Rồi, ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Great Game Mobile của mình. Và anh em sẽ tiếp tục với con game cờ bóng truyền thuyết bên server Việt Nam nhé. Như vậy là ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc cái tuần nghỉ lễ khá là dài ở Việt Nam mình rồi đúng không? Và bước sang một cái ngày làm việc công tác mới, cũng đồng thời đó là sang một cái tuần event mới ở bên con game cờ bóng truyền thuyết bên server Việt Nam. Và đối với bên server Việt Nam thì hiện nay cái tốc độ đẩy tướng đã đẩy lên là một tuần một tướng anh em ạ. Không biết là sau em tướng sư tử vàng Siki thì liệu có quay trở lại với cái tốc độ là 2 tuần một tướng hay không, 3 tuần một tướng hay không, hay là vẫn là 1 tuần. Tuy nhiên là ngày hôm nay là ngày đầu tiên khi mà em tướng sư tử vàng Siki để mở bát anh em ạ, thì đến với bảng xếp hạng ngày hôm nay của cái cụm server 191, anh em có thể thấy là có bác cá kho là 1 này, và có idol sóc gà của chúng ta là 2. Thì hiện nay trong cái ngày đầu tiên thì cả hai người chơi, đối với người chơi cá kho đấy, bác cá kho thì hiện nay bác ấy đã quay 700 vé rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy là hiện nay đây đang top 1 đấy, chiêu mộ với 700 vé và 7.000 điểm đối với em tướng sư tử vàng Siki. Và người chơi top 2 không ai khác chính là người chơi sóc gà đấy, người chơi sóc gà đến từ server 171, đối thủ của người chơi cá kho đấy, đã rất nhiều mùa giành top 2 đấy. Sau đó này, 2 mùa gần nhất thì người chơi sóc gà thì đã vươn lên đấy, đòi lại cái ngôi vị top 1 rồi. Ok, ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ấy, cùng review và cùng test một chút đối với em tướng sư tử vàng Siki. Cái nguồn video thì tiếp tục lại phải cảm ơn bác cá kho của chúng ta anh em ạ. Đấy, với một người chơi ở cái tuần trước thì bác ấy đã có con tướng kinh hỏa hoạn full kỹ năng HP rồi. Tuy nhiên là cái tốc độ ra tướng khá là nhanh nên mình cũng chưa có cái thời gian để review cũng như là test em tướng kinh hỏa hoạn full kỹ năng HP được anh em ạ. Thì tuần này đã tiếp tục là đến với em tướng sư tử vàng Siki nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng vào check một chút về các cái chỉ số của em tướng sư tử vàng Siki trước nhé. Đối với em tướng sư tử vàng Siki thì đây là một tướng truyền kỳ ấy, thuộc dòng tướng sát thương ấy, thuộc dòng truyền kỳ nha anh em nhé. Các chỉ số cơ bản của em tướng sư tử vàng Siki thì chúng ta có thể thấy là đối với sức tấn công của Siki là 21.798, như vậy là sức tấn công cao ngang với các con tướng thuộc thế hệ thứ hai, ví dụ như là Zoroenma này đúng không, là 21.798 này. Đối với tốc độ của sư tử vàng Siki là 1.686, như vậy là tốc độ trong con game cờ báo truyền thuyết thì nằm trong top 5 đấy, các cái con tướng có tốc độ cao ở trong game. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng của em tướng sư tử vàng Siki nhé. Ở đây thì kỹ năng thì chúng ta sẽ cùng quay về đối với một em tướng sư tử vàng Siki mà chưa có kỹ năng HP, để xem là đối với những anh em nông dân và dân cày, nếu mà có điều kiện chỉ nâng được em tướng sư tử vàng Siki lên 10 sao, 11 sao thì em tướng này có đáng chơi hay không nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng thứ nhất. Kỹ năng thứ nhất của sư tử vàng Siki đấy, khi mà anh em nâng lên đến level 3 thì nó sẽ tấn công hàng trước này 259% này, và sát thương kỹ năng nó sẽ tăng thêm là 10% nữa. Và sau khi thi triển kỹ năng thì sẽ có 30% nhận một tầng cái dấu ấn là uy nghi Siki. Đối với cái dấu ấn này thì cụ thể như nào thì anh em có thể check nhé. Và trong đó, ở trong cái kỹ năng 1 của Siki thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó là sau khi sử dụng kỹ năng thì nó sẽ có 20% là sử dụng lại cái kỹ năng này, như vậy là nó sẽ có là 20% là liên kích nhanh em nhé. Đấy, nếu như lần này không liên kích thì kỹ năng tiếp theo sẽ liên kích. Như vậy là ở đây chúng ta có thể hiểu là nếu như ở trong cái turn 1 Siki nó không liên kích đối với cái kỹ năng 1 thì rất có thể là nếu không có gì thay đổi ấy, thì sang cái turn số 2 thì cái kỹ năng ulti nó sẽ liên kích, hoặc là sang cái turn số 3 nó sẽ liên kích. Và nếu mà liên kích này thì cái sát thương gây ra nó sẽ bằng 50% sát thương gốc, và ngoài ra thì sẽ tấn công thêm một mục tiêu nữa với 90% sát thương nào, 80% sát thương nào. Đấy, đấy là cái kỹ năng thứ nhất của Siki nhé. Mình sẽ chỉ review sơ qua một chút thôi, thế sau đó sẽ đi test để cho anh em cùng quan sát nhé. Đối với kỹ năng thứ hai của sư tử vàng Siki thì khi mà nâng đến level 3 thì nó sẽ tăng công là 40% này, 20% máu này, và 20% tỷ lệ bạo kích. Và một cái điểm rất là đặc biệt ở trong cái nội tại cái kỹ năng thứ hai của em tướng Siki, đó là nó sẽ không thể nhận hiệu quả từ cái rune hoặc haki liên kích. Như vậy tức là anh em có bui cái haki và rune liên kích ấy thì nó sẽ không nhận cái hiệu quả này. Nhưng tuy nhiên anh em ạ, thì cứ 2% liên kích từ cái rune hoặc haki thì nó sẽ chuyển hóa thành 1% sát thương cộng thêm. Như vậy nếu như ở đây đấy, ví dụ như ở đây em tướng sư tử vàng Siki đang mang một cái rune truyền kỳ liên kích là 48% anh em ạ, thì nó sẽ được tăng là 24% sát thương nhé. Với cái nội tại này cứ chuyển hóa 2% liên kích thành 1% sát thương, như vậy là vào đầu trận thì Siki nó sẽ nhận tăng thêm là 24% sát thương nha anh em nhá. Ok, thì đấy là cái kỹ năng thứ hai của Siki. Chúng ta sẽ cùng đến với ulti của Siki. Ulti của Siki thì nó sẽ tấn công địch hàng trước với 374% sát thương này,
trước khi sử dụng kỹ năng thì nó sẽ tăng 20% công và thủ này, duy trì 2 lượt này, như vậy là trước khi tấn công là nó đã được búp công và búp thủ này, 30% là choáng mục tiêu một lượt đấy. Tiếp theo là sát thương kỹ năng thì sẽ tăng là 10% này, và nếu như máu dưới 50% thì sau khi thi triển kỹ năng thì nó sẽ nhận một cái ấn là uy nghi Shiki đấy, uy nghi Shiki này. Và tiếp tục trong cái nội tại của Shiki thì cũng có 20% là sử dụng liên kích anh em ạ, 20% liên kích, và nếu đòn đánh này không liên kích thì ở lần tấn công tiếp theo nó sẽ kích hoạt liên kích. Một điểm nữa là khi mà liên kích anh em ạ thì nó sẽ đấy, gây ra 161% sát thương cho toàn thể địch đấy. Như vậy là anh em thấy là nếu như ở lần tấn công đầu tiên thì nó gây ra 374% sát thương cho một địch hàng trước, thì ở lần liên kích tiếp theo nó sẽ gây 161% sát thương cho toàn thể địch. Đây là nó lý giải tại sao khi mà Shiki liên kích thì thường cái lượng sát thương cao hơn, tí mình sẽ test cho anh em nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với kỹ năng 4 của Shiki. Đối với kỹ năng 4 của Shiki này thì bắt đầu chiến đấu là cứ phe ta ra trận một đơn vị thì bản thân sẽ tăng 3% tỷ lệ bạo kích. Như vậy là đối với phe ta là sẽ tính ra là có 4 đồng minh, nếu tính cả Shiki nữa là 5 đồng minh, như vậy là sẽ tăng từ 10 à nó dao động từ 12 đến 15% tỷ lệ bạo kích này. Tiếp theo là cứ phe địch ra một có một đơn vị này thì bản thân sẽ tăng 6% miễn sát thương. Như vậy là nếu mà vào đầu trận thì Shiki nó sẽ tăng tối đa là 30% cái miễn giảm sát thương anh em ạ, đến hết trận và không thể bị thanh tẩy nhá. Như vậy sẽ rất là ok luôn. Sau khi bị tấn công, nếu máu của Shiki ấy rơi xuống dưới 40% thì nó sẽ nhận một tầng là dấu ấn là uy nghi Shiki này. Ok này. Tiếp theo này, khi mà không có cái dấu ấn uy nghi Shiki thì bản thân Shiki sẽ tăng 10% giảm sát thương. Và một cái điểm rất là đặc biệt đối với em tướng Shiki này, như các con tướng tứ hoàng khác, đó là bắt đầu chiến đấu nếu như phe ta đồng thời tồn tại hai thế lực anh em nhé. Ở đây chỉ có hai thế lực thôi, hai trong bốn này, tứ hoàng, ác mộng, hải tặc, hải quân. Như vậy là chỉ những anh em nào hiện nay đang chơi ấy, hai dòng tướng là hải tặc đấy và cái dòng tướng tứ hoàng thì sẽ rất là thuận lợi luôn, hoặc là hai trong bốn thì sẽ rất là thuận lợi hơn khi mà anh em chơi Sabo, bởi vì Sabo là phải 3/4, còn Shiki chỉ có 2/4 thôi. Và đối với sư tử vàng Shiki thì sẽ tăng nhiều hơn một chỉ số so với Sabo. Đấy, Shiki ở đây sẽ tăng 30% giảm sát thương này, 15% tỷ lệ kháng bạo này và 30% tỷ lệ đấy giảm sát thương bạo kích, tức là kháng sát thương bạo kích. Như vậy là tăng 3 chỉ số nha anh em nhé. Còn đối với Sabo, đây đối với Sabo thì đối với cái nội tại công nghệ kết hợp thì phải 3/4 cái thế lực là một này, và đối với Sabo thì chỉ tăng đấy giảm sát thương và tăng kháng bạo thôi. Như vậy là anh em có thể thấy là Shiki đã có điểm vượt trội hơn Sabo rất là nhiều rồi, là trong cái công nghệ kết hợp Combitech của sư tử vàng Shiki là tăng thêm một chỉ số nữa, đó là cái tỷ lệ kháng sát thương bạo kích nha anh em nhé. Thì đấy là review cho anh em, cũng như là chúng ta cùng sơ qua 4 cái kỹ năng của sư tử vàng Shiki. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi check. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi test cái sát thương của em tướng sư tử vàng Shiki. Ở đây thì hiện nay em tướng sư tử vàng Shiki là sức tấn công là đang 1.610. Mình sẽ đưa thêm em tướng Wanobako vào để búp cái sự sống cho em tướng sư tử vàng Shiki nhé. Và ở trong đây anh em ơi, ở trong đây thì em tướng sư tử vàng Shiki khi mà anh em nâng đến 11 sao thì nó chưa có cái nội tại bất tử nhé, miễn tử một tơn nhé, mà phải nâng lên SP. Đây mình sẽ check thử này, xem nào. Như vậy là khi mà nâng đến 6 sao thì cũng chưa có bất tử này, xem nào. Chưa này, 7 sao cũng chưa có bất tử này. Ok này, để xem nào. Đây. Khi đối với em tướng sư tử vàng Shiki này muốn nhận bất tử anh em ạ, thì anh em phải nâng đến kỹ năng SP của kỹ năng 4 level 4 nhé. Đây thì nó ghi là khi chịu sát thương chí mạng này thì sẽ miễn tử này và hồi ngay 60% lượng máu tối đa. Và đặc biệt là nó sẽ nhận ngay cái ấn là Fly Pirate, cứ tức là hải tặc bay anh em ạ. Đối với cái dấu ấn hải tặc bay đâu rồi? Đâu rồi? Cái dấu ấn hải tặc bay đâu? Fly My Gate đâu rồi? Tức là nó sẽ tăng cái giảm sát thương của Shiki rất là nhiều nha anh em nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ cùng đi test em tướng sư tử vàng Shiki. Chúng ta sẽ cùng vào bảng xếp hạng đấy, ở trong cái server 191 để chúng ta cùng test nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng test với người chơi top 2 nực chiến ở trong cái server này luôn. Đây, đội hình bạn ý thì nực chiến là 4.250.000. Chúng ta sẽ cùng test em tướng sư tử vàng Shiki 10 sao nha anh em nhé, để xem em tướng sư tử vàng Shiki cái lượng sát thương gây ra như thế nào.
Ồ, mình đã ấn bỏ qua mất rồi. Rất là nhầm mất anh em ạ. Định chọn cái tốc độ nhân 1. Rồi ok. Đây nhá, đầu tiên sẽ này em tướng Wanomaco và chúng ta sẽ cùng xem là khi mà đi PK thì em tướng sư tử vàng Shiki của chúng ta 10 sao thì lượng sát thương gây ra bao nhiêu. Như vậy ở đòn đánh đầu tiên và đòn đánh thứ hai là 2 triệu 2 sát thương anh em ạ. Ở đòn đánh đầu tiên mặc dù là cái lượng sát thương anh em có thể để ý là nó không có sát thương, nó hiển thị, nhưng tuy nhiên là trong cái đòn đánh đầu tiên của sư tử vàng Shiki ấy, nó đã buộc con tướng Wanomaco là phải bật cái nội tại là miễn tử cho cái con tướng đồng minh và bật cái khiên miễn dịch rồi. Đấy chính là lý do tại làm sao vừa rồi là ở cái trong cái đòn đánh đầu tiên của sư tử vàng Shiki chúng ta không thấy hiển thị cái lượng sát thương của Shiki lên. Tuy nhiên là vẫn có hai cái khiên miễn dịch do Wanomaco bật lên nhá. Bây giờ là ulti này. Đấy, ở lần đầu tiên cũng như vậy. Như vậy là ở lần đầu tiên ulti của sư tử vàng Shiki thì tấn công một tướng ấy, mục tiêu ở hàng trước thì như vậy là đã không có cái lượng sát thương gây lên. Như vậy là mít ở cái đòn đánh đầu tiên và không tạo ra được cái đòn đánh liên kích anh em ạ. Ta sẽ cùng chờ đợi và cùng check xem ở trong các turn tiếp theo thì cái lượng sát thương của sư tử vàng Shiki gây ra sẽ như thế nào nhé. Như vậy là hiện nay sư tử vàng Shiki thì đang bị dính choáng anh em ạ. Ok, như vậy là đã không có thanh tẩy ở trong cái turn số 3 và chúng ta sẽ cùng chờ sang turn thứ 4. Đấy, sau hai turn đầu tiên thì team đối thủ thì hiện nay đã đi mất một em tướng rồi và team bạn ý thì hiện nay đang chơi hai con tướng búp là Wanomaco và một em tướng búp là Crocus, một con tanh là Zozu. Nào đây, kỹ năng 1. Đấy, như vậy là turn 4. Đấy là đòn đánh thường của sư tử vàng Shiki nhá. Nếu như ở trong hai cái đòn đánh đầu tiên là đòn đánh kỹ năng 1 và đòn đánh multi thì sư tử vàng Shiki là nó đều là bay lên không trung. Đấy và sử dụng cái tấn công từ trên không. Đấy, tấn công xuống thì ở đòn đánh thường. Đấy thì sư tử vàng Shiki nó sẽ sử dụng đòn chân để nó tấn công ở dưới mặt đất anh em ạ. Rồi tiếp tục lại buộc Wanomaco phải bật khiên miễn dịch rồi. Và anh em có thể thấy là chỉ với một mình Wanomaco và một mình em tướng sư tử vàng Shiki 10 sao thôi thì đối với một team 4 triệu 2 lực chiến anh em ạ, với một em tướng sư tử vàng Shiki là 1 triệu 6 lực chiến là đã rất dễ dàng là có thể là ăn được cái team này anh em ạ. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã mất đấy hai em tướng rồi. Đây là ulti 1 triệu rưỡi sát thương này. Và như vậy thì vẫn lại chưa có cái đòn liên kích ulti đấy, đến từ vị trí của sư tử vàng Shiki để chúng ta cùng check. Bởi vì là đối với ulti của sư tử vàng Shiki thì nếu như ở đòn đánh đầu tiên thì nó tấn công đơn thì sang cái đòn đánh ấy, liên kích của nó thì nó sẽ tấn công toàn thể nha anh em nhé. Ok này, đây là ulti ấy, của em tướng Katakuri. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng đến với turn 7. Turn 7 thì Shiki của chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng 1. Thứ tự ra kỹ năng của em tướng sư tử vàng Shiki thì cũng giống như các cái con tướng đấy, giống như các con tướng UR gần đây nhất, đó chính là 131 đam thường 131 nha anh em nhé. Hầu như tất cả các con tướng UR đấy, mới ra thì đều có thứ tự ra kỹ năng là 131 đam thường 131. Duy nhất là hiện nay mình nhớ không nhầm thì có em tướng Zep Phi này, em tướng Big Mom này, là những cái em tướng là thứ tự ra kỹ năng là 13 đam thường 13 anh em ạ. Như vậy là trận đấu bước sang turn số 9 đấy, và sư tử vàng Shiki của chúng ta thì vẫn rất là khỏe luôn đấy, 1 triệu tư sát thương này. Ở đòn đánh này thì không có liên kích nhá. Đấy, ở turn thứ 9 không có liên kích thì như vậy là khả năng sang turn số 10 khi mà sử dụng kỹ năng ulti thì sẽ có liên kích anh em ạ, nếu như không bị khống chế. Bởi vì trong cái kỹ năng của nó có ghi là nếu như ở turn này mà không liên kích thì sang turn sau thì nhất định sẽ liên kích. Tuy nhiên là mình đang thắc mắc là không biết là nó sẽ liên kích ở trong cái turn của kỹ năng 1 kỹ năng ulti đó hay là ngay turn sau luôn. Đây chúng ta sẽ cùng check luôn. Đây đầu tiên là 768 này. Rồi đây, như vậy này chắc chắn là liên kích 4 triệu 6 sát thương rồi. Anh em thấy chưa? Đối với cái turn đầu tiên thì nó gây ra chỉ có 800-900 nghìn sát thương thôi. Nhưng tuy nhiên là chuyển sang cái đòn đánh ulti đấy, với 10 sao thôi và liên kích đam toàn thể thì cái lượng sát thương nó gây ra là 4 triệu 6 anh em ạ. Cực kỳ là phê luôn. Nói chung là đối với em tướng sư tử vàng Shiki này là một em tướng đam rất là toàn diện luôn anh em ạ. Đam khủng ấy, và kết hợp theo đó là nó có một cái công nghệ kết hợp Comintech là tăng 3 chỉ số. Đấy, trội hơn rất là nhiều so với em tướng đam Sabo hiện nay. Đấy, còn Yamato thì mình cũng không nhớ rõ là Sabo, à em tướng Yamato thì hiện nay là đang tăng 3 chỉ số hay 2 chỉ số. Nhưng tuy nhiên là đối với sư tử vàng Shiki thì cực, nói chung là đam là cực kỳ khủng luôn anh em nhé.
Để mà so sánh cái lượng sát thương của em tướng sư tử vàng Shiki và em tướng Young Ray thì cũng 1-9-1-10 anh em ạ. Kể cả trong Dam Boss thì sư tử vàng Shiki cũng là một em tướng Dam Boss cũng cực khủng luôn. Tuy nhiên là tại làm sao đấy, các người chơi thì đối với nông dân và dân cày thì nếu anh em có đủ 600-700 vé thì mình cũng vẫn cứ khuyên anh em là anh em tích để chơi lại em tướng chờ em tướng Young Ray, bởi vì là đối với em tướng Young Ray thì anh em dễ dàng chuyển kỹ năng SP thuộc dòng tứ hoàng chuyển sang được. Và Young Ray nó là một con tướng là với sát thương cực khủng, hồi máu cực trâu và có cái khả năng là diệt búp Wanomako cực tốt anh em ạ. Đấy, Shiki thì đam thì to rồi, nhưng mà nếu mà gặp những cái team mà có em tướng Wanomako mà trâu anh em ạ, mà khỏe ấy, thì chưa chắc là đã ăn được đâu, nhưng nếu có Young Ray thì chắc chắn là sẽ clear được anh em ạ. Đấy, còn lại Shiki thì anh em cũng khá là khó để chơi. Nếu anh em có 11 sao thì bắt buộc là anh em mà có hai phương pháp, một là chuyển SP từ Sabo sang, hoặc hai là anh em sẽ phải nâng lên. Đây, sau 15 turn thì em tướng sư tử vàng Shiki với 10 sao đấy, gây ra cái lượng sát thương là 26 triệu sát thương anh em ạ. Rất ok luôn. Thì đấy là trận đấu đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp tục đấy, sang tiếp đối với người chơi top 2. Người chơi top 2 hiện nay là lực chiến là 3 triệu 8 nha anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng PK với người chơi top 2 đấy, thử xem là sư tử vàng Shiki thì thể hiện như thế nào. Đối với team của người chơi top 2 thì có em tướng Kaido và em tướng Wanomako là tướng UR, để còn lại ba em tướng còn lại Mako Tank này, Katakuri và Crocus là tướng SSR thôi. Rồi, lần đầu tiên anh em thấy chưa, không nổ đam nhưng đã bật khiên miễn dịch cho em tướng Wanomako và em tướng Mako Tank. Như vậy chứng tỏ là ở cái đòn đánh đầu tiên của em tướng sư tử vàng Shiki là đã buộc đấy, một con tướng là phải nhận sát thương chí mạng, và buộc Wanomako nó phải bật cái nội tại là miễn tử đấy, cho nó phải nhận cái sát thương đó cho con tướng đó, và nó sẽ kích hoạt luôn là hai khiên miễn dịch anh em ạ. Ok, là ulti Katakuri này, chúng ta sẽ cùng đến với đòn đánh ulti của sư tử vàng Shiki, xem là ở cái trận đánh số 2 thì sư tử vàng Shiki nó sẽ hiện như thế nào nhá. Ôi dồi ôi, 8 triệu 2 sát thương kìa anh em ơi, quá là ok luôn đấy, cực khủng luôn anh em ạ, anh em thấy chưa, rất là chất lượng luôn đấy. Nên là đối với bác cá kho của chúng ta đấy, khi hiện nay bác ấy đang có con cá đang có con tướng sư tử vàng Shiki 10 sao, hết tuần này nhận thêm hai con nữa, và sau đó nếu chuyển kỹ năng SP từ con tướng Sabo sang thì sẽ có em tướng sư tử vàng Shiki là 11 sao và full kỹ năng SP nha, và 16 thì đối với người chơi là sóc gà thì khả năng là bạn ấy cũng sẽ dự kiến cũng sẽ có con tướng sư tử vàng Shiki như vậy đấy. Trong cái mùa PVP trường thế giới gần nhất thì team chính của Sóc Gà và team chính của Bác Cá Kho thì hai người chơi này thì đều đang là hòa nhau ở trong cái team chính và thua nhau ở team phụ anh em ạ. Thì Bác Cá thì đang thua ở trong hai cái team phụ, tuy nhiên là team chính thì ngang nhau rồi. Đấy, còn sau khi có em tướng sư tử vàng Shiki full SP vào và kết hợp các cái em tướng khác thì không biết là trong cái mùa PVP đấu trường thế giới mùa mới tiếp theo như này thì hai người chơi này liệu có tranh nhau như nào hay không, liệu có thay đổi không, Bác Cá có đoạt lại được cái top 1 của cái cụm mà server 17x đến 19x không, thì chúng ta sẽ cùng phải chờ đón cái sự xuất hiện và đột phá của em tướng kinh hỏa hoạn full SP này, Wanomako full SP này và sư tử vàng Shiki full SP nha anh em nhé. Ok, chúng ta bước sang turn số 6 của trận đấu số 2 và sư tử vàng Shiki của chúng ta sẽ ulti ngay sau cái màn xả ulti của em tướng Kaido anh em ạ. Sư tử vàng Shiki thì tính đến thời điểm hiện tại ở bên server chung và bên server Âu thì vẫn đang được rất là nhiều người chơi đấy sử dụng nha anh em nhé, ít nhất là trong team số 2 đấy. Và anh em có thể thấy là sau hai cái liên kích ulti liên tục của sư tử vàng Shiki thì Crocus và Kaido thì đã lên được, bây giờ thì chỉ còn một mình em tướng Wanomako thôi. Tuy nhiên là một mình sư tử vàng Shiki thì chưa chắc là sẽ tiễn được em tướng Wanomako này lên đường đâu anh em ạ, mình sẽ bỏ qua thử xem nhé. Đây, như vậy là vẫn tiễn được anh em ạ, trong 9 turn thì Shiki vẫn có thể tiễn được đủ đam để tiễn Wanomako. Tuy nhiên là Wanomako của người chơi con kẹt thì hiện nay là mới chỉ 9 sao thôi. Đấy, ok anh em ơi nhá. Rất ok. Bây giờ thì mình sẽ check lại xem em tướng Yamato của chúng ta, cái kỹ năng ulti của Yamato. Như vậy là trong cái kỹ năng ulti của Yamato ở đây thì cũng đã có tăng giảm sát thương, tăng kháng bạo và tăng miễn sát thương bạo kích rồi. Như vậy là chỉ có em tướng Sabo là em tướng truyền kỳ đời đầu đấy là đang bị hơi thiệt thòi hơn đấy, so với các con tướng khác thôi. Đấy, còn con tướng xem nào, còn con tướng
Yamato sẽ là Yamato công nghệ Comintech. Comintech của Yamato thì cũng chỉ cần hai thế lực thôi. Đấy, tuy nhiên là đối với Yamato thì cũng thiệt thòi hơn so với các cái tướng UR về sau, đó là nó không có cái nội tại bất tử anh em ạ. Đấy là cũng là một cái điểm thiệt thòi cho Yamato nên là ít người chơi đấy, sử dụng. Chứ còn Yamato thì cái lượng sát thương gây ra thì cũng cực kỳ khủng luôn anh em ạ. Rồi ok, ở video ngày hôm nay thì tạm thời review cho anh em một chút về cái bộ kỹ năng cũng như là test một chút em tướng sư tử vàng Siki của bác Cá Kho 11 sao. Đấy, mình xin lỗi là 10 sao cho anh em như vậy nhé. Còn khi nào mà bác ý nâng xong em tướng sư tử vàng Siki 11 sao và full SP 16 thì tiếp tục sẽ lại gửi tới anh em những cái trận đánh của sư tử vàng Siki nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.